Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện thuộc cẩm nhân gia của tác giả Trang Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 181 Lang Quân Dương Đại nãy nãy hốt hoảng nhào tới, nhưng đầu vẫn kêu. Nương, xin mời cố lão ngư y đến xem Lang Quân. Dương Thạch Thị ban đầu sợ hết hồn, rất nhanh bình tĩnh lại. Đại Lang chỉ là kích động, nói nhiều kiệt sức đừng hoảng hốt để hắn yên lặng một chút nếu tình huống không ổn sẽ mời cố lão ngư y đã chăm sóc một tháng gặp nguy hiểm cũng không so bằng lúc mới trở về dương thạch thị thấy đại nãi nãi vẫn nằm trên người dương tĩnh sơn khóc không ngừng không nghe nửa câu lời của mình giận dữ nói anh anh đỡ đại tẩu của ngươi ra ngoài quý anh anh đã cố gắng giúp đỡ chức cầm người biết chuyện cũng không nhiều để không làm phiền dương tĩnh sơn trong phòng chỉ có Dương Thạch Thị, Dương Đại Nãi Nãi và Quý Anh Anh. Dương Đại Nãi Nãi nhìn sắc mặt xanh trắng của trượng phu, sợ hắn có mệnh hệ gì, không chịu rời đi. Thấy Quý Anh Anh đưa tay kéo mình, cơn tức giận bùng lên, thoát khỏi tay Quý Anh Anh, vùng tay tát mạnh lên mặt Quý Anh Anh. Cơn giận theo cái tát này mà dịu đi, Dương Đại Nãi Nãi tỉnh táo lại. Nàng sợ hãi đứng lên, kéo tay Quý Anh Anh đang bụng mặt. Để muội Thật xin lỗi, tẩu tử chỉ là sốt ruột." Quý anh anh buông tay xuống, miễn cưỡng nói, "Không có gì." Nếu Đại nãi nãi quay đầu lại trong nháy mắt, ánh mắt không sắc bén như vậy, nàng nhất định sẽ nghĩ rằng Đại nãi nãi là vô tình. Dương Thạch thị không hề biết Dương Đại nãi nãi đã có ý định xấu với Quý anh anh từ lâu, thật sự nghĩ là vô tình. Bà thở dài nói, "Là ta quá nóng lòng, đợi Đại lang khỏe hơn một chút, sẽ cùng hắn bàn bạc." Anh anh, người trước trở về Minh Nguyệt cư đi. Quý anh anh lặng lẽ quỳ gối, rồi lui ra ngoài. Minh Nguyệt cư và Bạch Lộ đường nhìn nhau qua một cái hồ. Phía bắc có một dãy nhà, bên trái có ba gian phòng. Phía sau có một dãy nhà dành cho đầy tớ, đứng ở hành lang rộng bên ngoài chính phòng, có thể nhìn thấy một cái hồ lớn. Bên hồ có một cây hoàng giác thụ to đến mức mấy người ôm không xuể. Quý anh anh nhớ tới viện nhỏ của mình, Tam nãi nãi, khi lang quân ở nhà, minh nguyệt cư do tiểu nhân quản lý. Tam nãi nãi có việc gì xin cứ phân phó tiểu nhân làm. Tiểu nhân sẽ ngủ ở dãy nhà trước trong tiền viện, ban ngày sẽ có người hầu trong sân nhỏ. Dương tĩnh nguyên đi rồi, dầu vừng trở nên không có chủ. Cũng may tam nãi nãi vào cửa, dầu vừng như cỏ khô gặp mưa xuân, tươi tốt trở lại. Đón quý anh anh trở lại, dầu vừng hết sức ân cần. Minh Nguyệt cư từ giờ trở đi do quý ma ma quản. Có việc gì ta sẽ cho nha đầu đi tìm ngươi. Trời đã tối, ngươi đi nghỉ trước đi, ngày mai hãy đến hầu trong sân. Quý anh anh đuổi dầu vừng đi, trở lại phòng ngủ ngồi bần thần trước bàn trang điểm. Chiếc gương này là do tiệm đồ gỗ thịnh gia mua, hôn sự chưa thành, cũng chưa đợi thịnh đại lang tìm được thấu quang kính, thay vào đó là gương đồng khắc hoa đào. Mỗi một món hồi môn đều là do mẫu thân kỹ lưỡng chọn lựa cho nàng. Yêu thương mẹ như vậy, liệu có vì ca ca mà ủy khuất nàng xuất giá sao? Quý anh anh nhìn mình trong gương nhẹ nhàng nói. Nương, người chắc chắn là vì bảo vệ con có đúng không? Ngày con xuất giá, triệu tu duyên lại nổi điên. Người chắc chắn không muốn hắn lại tổn thương con, phải không? Dương tĩnh uyên có trở về hay không? Dương ra đâu có quan tâm? Không lấy chồng, nàng cũng có thể giúp Dương gia thêm phần vẻ vang. Phu nhân nói thẳng như vậy, khiến quý anh anh không thể không tin. Vì quý gia, nàng phải xuất giá. Vì bản thân, nàng cũng có thể xuất giá. Nhưng nàng cảm thấy như bị nhốt trong một gian phòng kín giữa trời nóng bức, khó chịu không thể chịu nổi, thở không nổi. Nương tử, thiền tử đã nấu trứng gà, nô tỳ mang đến để thoa mặt cho ngài. Thân sơ khác biệt, thiền tử tận tụy nấu trứng gà dùng túi đựng. Nàng không tiến lên, giao cho tương nhi. Quý anh anh đứng dậy, được lăng nhi hầu hạ cởi xiêm y, tháo búi tóc, rồi nằm xuống. Trứng gà ấm áp lăn qua mặt, quý anh anh nhắm mắt nói. Đại nái nái không dùng bao nhiêu lực, ta lại không phải người yếu đuối, không có gì đáng ngại. Một giọt nước rơi trên mặt nàng, tương nhi nức nở nói. Làm nương tử là ai? Nếu đổi thành phu nhân đi đỡ, đại nãi nãi còn có thể giấy rùa mạnh tay mà tát phu nhân một cái sao nghẹn khuất thì chịu đựng thôi nàng còn có thể làm gì chỉ trích đại nãi nãi là cố ý sau đó thì sao quý anh anh lẩm bẩm nói đợi thêm 10 ngày nữa đợi thêm 10 ngày nữa dương tĩnh nguyên chắc chắn sẽ trở lại đại phu nhân chắc chắn biết rõ tung tích của dương tĩnh nguyên nhưng bà một câu cũng không hỏi chẳng lẽ bà sớm đã hiểu rằng dù biết hắn ở đâu cũng không thể khiến hắn về nhà vậy con đèn cây long phượng tường nhi ồ lên ngẩn người mới nhớ quý ma ma thu lại rồi bà nói đợi cô ra trở lại mới bày ra lấy ra đặt lên bàn tường nhi vâng lời quý anh anh lại nói gọi quý phú thúc về nhà một chuyến nói ta không về nhà mẹ đẻ ngày thứ ba về lại mặt tại sao lại thay đổi ý kiến nàng không muốn trở về để nghe những lời không muốn nghe từ mẫu thân. Nếu đã có dương gia bảo vệ quý gia bình an, nàng còn trở về làm gì? Quý anh anh chờ mình, quay lưng về phía trong nói. Ta mệt rồi, các người đi đi, cơm tối ta không ăn, ta ngủ bù, đừng đánh thức ta. Tối hôm qua nàng không ngủ được, hôm nay nhận thân, nghe Dương Thạch Thị nói lâu như vậy, quý anh anh cực kỳ mệt mỏi. Nàng ngủ rất say. Cạch cạch cạch, Đá lửa và dao đánh lửa va vào nhau phát ra tiếng vang nhỏ. Một đốm lửa lóe lên, sau vài tiếng lách cách, một ngọn nến khác được thắp sáng. Trong phòng đột nhiên có ánh sáng, Quý anh anh mơ màng bị ánh sáng làm tỉnh giấc, chờ mình. Qua màn lụa màu xanh mờ, trên bàn đèn cầy long phượng được thắp sáng. Một bóng dáng cao lớn quay lưng về phía nàng, đứng trước đèn cầy long phượng. "Ai?" Quý anh anh mạnh vén màn lên, dương tĩnh uyên xoay người lại khuôn mặt quen thuộc với đôi mày kiếm ngũ quan tuấn lãng ánh mắt của hắn thật xa lạ quý anh anh cảm thấy tim mình thắt lại tay nắm chặt màn lụa hắn đã trở lại ngay ngày hôm sau khi nàng đến dương gia hắn trở lại nếu như hắn về sớm một ngày nàng đã không phải đến dương gia như vậy nếu như hắn về sớm một ngày nàng đã không phải trắng đêm không ngủ lo sợ hắn oán giận mình hận mình Ánh mắt Dương Tĩnh Nguyên lướt qua giá áo trắng thuần, lấy đồ tang xuống và ném cho nàng. Mặc vào. Hai chữ lạnh lùng khiến quý anh anh rùng mình. Nàng vội vàng mặc xiêm y, nhìn hắn nói. Người liên tục không có tin tức. Eo thon bị kéo căng, Dương Tĩnh Nguyên nắm chặt eo nàng. Quý anh anh nước mắt hạnh phúc, đưa tay ôm lấy cổ hắn. Trong nháy mắt, thân thể nàng bỗng nhiên bị nhấc bổng, Dương Tĩnh Nguyên khiêng nàng lên vai. Quý anh anh không dám kêu lên, ngậm chặt miệng lại. Hàm răng cắn vào lưỡi, đau đến mức nàng nhăn mặt. Bị người khiêng thật sự rất khó chịu, nàng gần như phát điên muốn ói. Nàng biết Dương Tĩnh Uyên nhất định là đang giận, chỉ có khi tức giận, hắn mới không nhìn nàng. Quý anh anh cố gắng thả lỏng cơ thể, nhìn cảnh vật dưới đất nhanh chóng lùi lại và biến mất. Dương Tĩnh Uyên dễ dàng tránh được người tuần tra ban đêm, khiêng Quý anh anh đi đến vui mừng phong viện. Cửa viện khóa kín, liễu di nương tử, ở đây thậm chí không có người quét dọn hay giữ cổng. Dương tĩnh uyên lạnh lùng nhìn cửa đóng, rồi vượt tường mà vào. chương 182 Dương tĩnh uyên đầy cửa phòng bên tây xương, rồi ném quý anh anh lên giường. Lừng đập mạnh vào giường, tìm quý anh anh như muốn nhảy ra khỏi miệng. Đây là thu gì vậy? Ném như ném bao bố vậy. Nàng nhăn mặt xoa vai đau, dùng một tay chống đỡ ngồi dậy, Dương Tĩnh Uyên chỉ nắm chặt tay, ngẩng đầu nhìn trời. trong bóng đêm mờ mịt, quý anh anh một lúc sau mới nhìn rõ mặt hắn. khi hắn ngẩng đầu lên, đường cong cầm rõ ràng trông gầy hơn nhiều so với lúc rời đi. hắn mặc chiếc áo ngắn bẩn thỉu, trên cổ quàng một chiếc khăn đen. tóc hắn được buộc lên qua loa bằng một mảnh vải. Trước kia Dương Tam Lang không cần mảnh tơ vàng bên quan mụ lung trụ búi tóc, cũng dùng dây lưng chức cầm để buộc tóc. Hắn đã chịu nhiều khổ cực ở ba nơi, nên không có tiền đem cầm y đi cầm đồ. Bộ xiêm y này còn không bằng người sai vặt trong Dương gia. Lòng nàng như cát lâu thành sụp đổ trong khoảnh khắc. Lời oán giận tan thành bụi cát nhỏ, biến mất vô hình. Tam Lang, giọng nàng mềm mại, mang theo chút giọng mũi, chứa đựng tình cảm triền miên. Triền miên, Dương Tĩnh Uyên nhớ đến chiếc đai lưng quấn quanh cổ liễu di nương. Trần nhà chính phòng có lọng tre, vẽ tranh màu sắc rực rỡ. Đêm đó, liễu di nương bị người ta mang đi khỏi phòng ngủ, ném vào căn phòng xương của vú già. Ở đây trần nhà không cháy, xài nhà lộ ra ngoài, có một chỗ bị đai lưng cạo đi hôi. Hắn nhìn xung quanh, ghế tròn vẫn nằm trên đất, không ai đỡ nó dậy hắn tự tay lấy ghế đặt xuống đất dương tĩnh uyên cúi xuống nắm lấy tay quý anh anh nâm nàng đứng lên ghế quý anh anh vô thức bám vào vai hắn tam lang ngươi làm gì vậy ngươi đứng vững cho ta dương tĩnh uyên kéo tay nàng ra lùi một bước hùng giữ gì chứ quý anh anh chép miệng cố nhịn vẻ mặt hờ hững của hắn không biết đứng thế nào đứng làm sao đây dương tĩnh uyên ngẩng đầu nhìn lên nhìn gì vậy Quý anh anh cũng ngẩng đầu lên theo. Bên tai vang lên tiếng dương tĩnh nguyên. Di nương của ta khi ấy cũng mặc bộ đồ tang trắng, đứng trên ghế tròn này, treo cổ tự tử. Như thấy bóng trắng liễu di nương treo trên xà nhà đen như mực. Quý anh anh chân như nhũn ra, không kìm được lùi lại, ngã từ trên ghế xuống. Ghế tròn lại lần nữa ngã, phát ra tiếng vang thùng thùng. Quý anh anh quỳ dạp xuống đất, giận dữ nhìn hắn. Ngươi đang đùa giỡn người sao? Đùa giỡn, đây là một mạng người, là mạng sống của di nương ta. Dương Tĩnh Uyên bỗng nhiên nổi giận. Nàng không nuôi dưỡng ta, nhưng nàng là mẹ ruột của ta. Nàng muốn chết như vậy sao? Ngay cả con ruột cũng không chịu gặp một lần. Nàng bị phu nhân bức tử. Chỉ vì cha ta để lại một khoản tài sản cho ta, phu nhân đã bức tử nàng. Hắn ném một chiếc khăn lên mặt quý anh anh. Nàng cầm lấy, thấy trên đó có những chữ viết bằng máu vết máu đã khô, càng đậm màu. Quý anh anh run rẩy, ném chiếc khăn sang bên cạnh. Sao vậy, chỉ một chữ bằng máu ngươi cũng không dám nhìn sao? Dương tỉnh uyên quỳ xuống trước mặt nàng, lông mày lộ vẻ hung ác và ác khí làm nàng sợ hãi. Nàng muốn tránh, hắn nắm cầm nàng. Quý anh anh, ngươi cứ muốn làm tam nái nái của Dương ra sao? Ngươi cùng ai bái đường? Ngươi đã hứa với ta thế nào? Khi ngươi dâng trà kính mẹ trước nhà, Người có nghĩ đến ta không? Từng chữ như được ma sát từ cối đá, mang theo sự hận thù và đau đớn tâm can bị nhìn ép. Người làm ta đau. Nơi bàn tay sần sùi bóp vào truyền đến cảm giác đau rát. Quy anh anh không để ý đến việc hắn sẽ làm mình bị thương, cố sức quay mặt đi. Người biết đau là gì không? Dương tĩnh uyên chỉ ra cửa. Cha còn chưa qua đời, nàng đã dơ ra pháp trị ta. Một bản tử tiếp tục. Ghế dài bị cắt làm hai đoạn, gạch đá xanh chia năm xẻ bảy. Nàng muốn mạng ta, đuổi tận giết tuyệt. Ta gọi nàng 18 năm mẫu thân, ta vì di nương có thể sống hạnh phúc với cha, vì để nàng yên tâm, ta sống phóng túng chơi bời không có việc gì qua 18 năm. Ta nghĩ, di nương là không muốn sống, không có ai bức nàng, nàng cũng không muốn sống. Ta chưa chết, ta còn nợ nàng 18 năm ân tình. Ta không oán, ta đi, ta đi rất xa ta sống cuộc sống của mình. Nước mắt hắn rơi xuống không hề báo trước, Dương Tĩnh Uyên nhìn quý anh anh đôi môi run rẩy, cuối cùng không nói được nữa. Là nàng, là nàng ở trong núi, cơm rau dưa trải qua ngày tháng với hắn. Là nàng may xiêm y cho hắn, làm tất cả, là nàng dùng một chén canh rau nóng hổi thơm nước khiến đêm mưa đó trở nên ấm áp. Hắn tưởng rằng còn có nàng bầu bạn. Thư tiên sinh cho hắn một cơ hội. Tiền đồ cần chinh hắn tự mình vượt qua, các loại không thích ứng, các loại làm khó dễ lăn qua lăn lại. Có nàng trong lòng, hắn không sợ hãi. Nàng xuất giá như một mũi dao đâm vào lưng hắn, khi hắn không có phòng bị, nó đâm vào chỗ yếu đuối nhất của hắn. Đau đến mức hắn không kịp thở, trực tiếp muốn mạng hắn. Tam Lang, Tam Lang. Quý anh anh đau lòng, mặt nhăn nhó, khóc ôm lấy hắn. Tam Lang, thực xin lỗi ngươi đừng như vậy ta rất đau lòng nàng dùng hết sức ôm chặt hắn nàng không biết phải làm gì khác dường như chỉ có ôm thật chặt mới khiến hắn cảm thấy khá hơn một chút thực xin lỗi ta sai rồi ta sai rồi quý anh anh không muốn thanh minh nàng hận chính mình khiến dương tĩnh nguyên đau khổ như vậy lòng nàng đầy áy náy nàng đoán đại phu nhân ép liễu di nương tự sát nàng đoán dương tĩnh nguyên rời nhà là vì sản nghiệp Nàng không biết đại phu nhân muốn đánh chết hắn. Ta không biết là như vậy, ta không biết nàng muốn đánh chết ngươi. Mẫu thân phải báo ơn Dương gia giúp đỡ, mẫu thân cùng đại phu nhân đều mong nàng có thể làm cho Dương Tĩnh Uyên về nhà. Mẫu thân ép nàng, đại phu nhân nói rằng đây là để Dương gia bảo vệ gia sản. Nàng cũng không muốn, nhưng lại không có cách nào, nàng mong hắn trở lại, mong hắn hiểu được mình. Dương Tĩnh Uyên gỡ tay nàng ra, dùng sức đẩy nàng ngã xuống đất hắn đứng lên mắt không còn nước mắt lạnh lùng như nhìn người xa lạ ánh mắt như vậy quý anh anh đã từng thấy khi hắn ngồi trên lưng ngựa làm rơi hộp cháo cá tươi hắn cũng lạnh lùng như vậy tam lang người hãy nghe ta nói quý anh anh vội vàng chạy đến kéo lấy ống quần hắn tam lang không phải ta muốn gả ta muốn chờ ngươi ta biết ngươi oán ta ngươi có thể tha thứ cho ta không Ta chưa bao giờ nghĩ đến việc làm tổn thương ngươi. Trường bào trắng thuần vung rơi trên mặt đất, như ánh trăng rơi vào lòng hắn, lạnh buốt. Tóc nàng rối bù, đôi mắt đen trông cực kỳ đáng thương như chú cún nhỏ. Dương Tĩnh Uyên còn nhớ rõ đôi chân trần của nàng đạp lên sàn gỗ màu nâu, như nâng lên bông tuyết trắng đầu mùa. Hắn cẩn thận giữ bí mật này, vì mình đã lén sờ chân nàng mà âm thầm đắc ý. Trong lòng hắn vừa thắt lại nàng từ trước đã đầu độc hắn, hiện tại hắn không muốn bị nàng đầu độc thêm lần nữa. Người đã nhận bao nhiêu lợi ích từ phu nhân, mà chịu ủy khuất xuất giá như vậy. Ta gần như quên mất, lần đầu tiên gặp ngươi ở Trúc Lâm Tự, người đã nói muốn kiếm thật nhiều tiền. Người yên tâm, tam nãi nãi của dương gia không thiếu tiền. Quý anh anh há miệng, tay chỉ chỉ rồi buông xuống. Ngươi, ngươi đừng nói lời như vậy để làm ta đau lòng được không? Nàng cúi đầu, nằm xuống khóc lớn. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 183. Dương Tĩnh Uyên nghĩ đến việc che tay lại, nhưng tiếng khóc vẫn như ma âm vang vào tay hắn. Hắn cười lạnh lùng nói. Ngươi khóc cái gì? Ta nói toàn là sự thật. Chẳng phải ngươi muốn gả. Ai ép ngươi? Vì đan đấu gấm năm nay. Không gả, ngươi cũng không giúp Dương Gia đoạt lại cầm vương. Quý anh anh, ngươi tưởng ta là đứa trẻ ba tuổi sao? Quý anh anh ngẩng mặt lên hét lên. Ngươi bỏ đi dễ dàng. Ba năm, ngươi biết ba năm có nghĩa là gì không? Nghĩa là triệu tu duyên có ba năm để đối phó với nhà ta. Ta không gả, dương gia sẽ bảo vệ nhà ta sao? Triệu gia dám động đến quý anh anh, nhưng không dám động đến tam nãi nãi của dương gia. Hắn thì sao? Trong mắt nàng hắn đáng giá gì? Nàng không thể đi ba dặm tìm hắn sao? Ba dặm cũng không phải là khoảng cách lớn ở Ích Châu, nàng biết thư tiên sinh, biết hắn ở quân doanh. Đến đây ba dặm, triệu tu duyên cũng không thể chạm tới. Ồ, đây là điều tốt mà phu nhân cho phép ngươi. Thân phận tam nái nái của dương gia, phú quý của dương gia, quyền thế của dương gia. Thì ra là như vậy, phu nhân tại sao lại đối xử tốt với ta như vậy? Chẳng phải là vì muốn một ngày nào đó tiêu tan hiểm khích cả nhà đoàn tụ sao? Ta nhớ rồi, phu nhân không hề muốn ngươi chết, đó là Trần Mama tự ý hành động. Bây giờ ta mới biết nàng đã làm gì. Lời của nàng bị tiếng cười của Dương Tĩnh Uyên cắt ngang. Hắn khinh miệt nhìn nàng và nói. Quý anh anh, người chỉ ở trong nhà này một đêm mà đã thay nàng nói những lời có ích. Ta thế nào đã quên, phu nhân thật lợi hại. Không cần nàng ra lệnh, Trần Mama cũng có thể vì nàng mà bán mạng. Sau đó, từ Ích Châu dùng bồ câu đưa tin, hắn chạy gấp hơn 300 dặm đường trở về để xin nghỉ một ngày, hắn cam lòng chịu sáu mươi quân côn. Hắn làm thế vì điều gì? Để nghe nàng nói tốt về Dương Thạch Thị sao? Dương Tĩnh Uyên cười ha ha. Người ngươi lấy là Dương gia Tam Lang quân, không phải ta, quý anh anh, ta đã sớm nói với ngươi, ta không phải là Dương gia Tam Lang. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Quý anh anh từ dưới đất bò dậy, mắt đỏ hoe nói có nhà nào mà tiểu nương tử lại chọn mặc áo đại tang để xuất giá? tiểu nương tử nào lại không muốn một đám cưới trang trọng? tiểu nương tử nào lại muốn một hôn lễ mà không có chú rể? dương tĩnh uyên, giải thích của ta ngươi không nghe, ủy khuất của ta ngươi không thấy. bóng dáng trước mắt thoáng qua, dương tĩnh uyên đã biến mất sau cánh cửa. dương tĩnh uyên. quý anh anh chạy ra cửa, nhạc phong huyền lặng yên tĩnh, không thấy bóng dáng một người nào nàng dậm chân hét to. Ngươi trở lại cho ta. Không ai trả lời nàng, quý anh anh cắn răng hét lớn. Được, ta sẽ treo cổ ở nơi liễu di nương từng treo cổ. Ta chết cho ngươi xem. Nàng như cơn lốc trở vào phòng, mở cửa sổ, chuyển cái ghế tròn đứng lên. Nàng tháo đai lưng bên hông, mạnh mẽ ném lên xà nhà, nhanh chóng buộc thắt, đặt cổ mình lên đó. Cược xem. Quý anh anh chừng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ cổ đặt trên đai lưng, lẻ lưỡi, thõng tay xuống. Một hơi, hai hơi, ba hơi, hắn thật sự đi rồi, Quý anh anh nhụt chí định buông tay, đột nhiên chân đau nhói, nàng phản xạ đạp rơi ghế. Làm bậy rồi. Nàng bị xiết đến trợn mắt nhìn thẳng, hai chân loạn đạp, tay quơ quào muốn gỡ đai lưng trên cổ. Dương Tĩnh Uyên ném chỉ thủ trong tay tới. Đai lưng bị cắt đứt, Quý anh anh nặng nề ngã xuống đất nàng ôm lấy cổ họng ho khan dữ dội, ngẩng đầu thấy Dương Tĩnh Nguyên đứng cạnh cửa sổ. Không để nàng nói, Dương Tĩnh Nguyên lạnh lùng lên tiếng. Quý anh anh, người thật giỏi lăn lộn, một khóc, hai nháo, ba thắt cổ đêm nay ngươi làm cả rồi. Đáng tiếc, nếu ngươi thật sự tự mình đã đổ ghế, có lẽ ta còn tin ngươi một lần. Ta sẽ không trở lại nữa, ngươi chết thật, ta cũng sẽ không quay đầu. Bóng dáng của hắn xa xa bay đi. Từ cửa sổ nhìn ra, có thể thấy bóng dáng nhẹ nhàng như chim lướt qua đầu tường. Quý anh anh ngồi dưới đất ôm đầu gối khóc nức nở. Dương Tĩnh Uyên, người tên khốn kiếp, người đá vào đầu gối ta làm gì? Người không biết chút nữa là siết chết ta sao? Đau quá. Đau không phải là đầu gối hay cổ của nàng, là vì hắn đã đi, giống như lần trước hắn đứng trên nóc nhà thấy thịnh phong trạch cùng nàng. Mặc kệ chân nàng đau bao nhiêu, mặc kệ nàng khóc thương tâm thế nào hắn lặng lẽ rời đi không một tiếng đồng. Không, hắn nói không phải là sự thật. Phu nhân không muốn giết hắn. Là Trần Ma Ma, vì sao hắn không tin? Vì sao ta không nói cho hắn? Lúc đi tìm hắn ở núi Thanh Thành, nếu không phải là thịnh phong trạch, triệu tu duyên nhất định sẽ khiến ta sống không bằng chết. Ngày ta xuất giá, triệu tu duyên lại đến. Ánh mắt hắn muốn nuốt sống ta. Mẫu thân làm đúng, ta đã gả cho A. Ta không gả cho ai khác, vì sao ngươi còn oán hận ta? Lời của Dương Thạch Thị lại vang lên bên tai nàng. Ngươi phải tìm mọi cách giữ hắn lại. Nếu không, ngươi sẽ giống ta, chỉ có thể gửi gắm tình cảm vào tranh hoa, chim cá, xua tan sự buồn chán dài dằng dặc. Ta nuôi hắn 18 năm, hiểu hắn hơn bất kỳ ai. Nếu hắn chịu ở lại, hắn sẽ sống vui vẻ. Nếu hắn không chịu ở lại, hắn sẽ không nhận ngươi làm vợ. Một khóc, hai nháo, ba thắt cổ đêm nay làm cả rồi. Nàng phủ phục dưới chân hắn, van xin như vậy, hắn lại nói, hắn sẽ không trở lại nữa. Nàng chết, hắn cũng sẽ không quay đầu. Đêm nay có trăng, ánh sáng trắng từ cửa sổ mở rộng chiếu vào, rơi trên ghế, lạnh buốt. Quý anh anh vuốt ve ghế, cảm nhận cái lạnh thấm vào tay. Quý anh anh nằm xuống, gió xuân xe lạnh, ban đêm gió thổi lạnh lẽo, làm tâm nàng run lầy bầy. Nước mắt chảy xuống từ khóe mắt, lướt qua tai, Quý anh anh giơ tay lên, dùng tay áo rộng thùng thình che mặt. Vui mừng phong viện cửa tụ tập một đám người, trực đêm Tương Nhi tỉnh dậy từ trong giấc mơ, thấy đèn cầy long phượng đã thấp, không thấy Quý anh anh, liền kêu lên. Không chỉ làm Dương Thạch thị kinh động, đại nãi nãi cũng khoác xiêm y đứng lên. Nô tỳ nghe thấy tiếng từ nhạc phong huyền, giống như Tam nãi nãi đang gọi tên Tam lang quân. Bà Vú tuần tra ban đêm lo sợ nói. Dương Thạch Thị quát lên. Mở cửa viện ra. Nhạc phong huyền không có ai ở. Bà Vú quản sân nhỏ khóa cửa đi uống rượu. Đại nãi nãi gấp gáp không chịu nổi, quay người quát. Dùng chậu nước tạt tình phụ nhân kia, nhanh lên. Dương Thạch Thị trong lòng nóng ruột, không kiên nhẫn trách mắng. Lúc này mắng chửi người có ích gì? Người quản việc bếp núc bình thường nên sửa trị bọn nô tỳ bại hoại này. Người đâu, phá khóa cửa. Đại nãi nãi ủy khuất cúi đầu xuống. Quý ma ma nghe thấy, từ chân tường nhặt lấy một tảng đá. Phu nhân, ngài tránh ra một chút. Nàng tiến lên, giơ tảng đá dùng sức đập, vài cai đã phá hết chốt cửa. Trước ánh mắt kinh ngạc của bốn phía bà vú, quý ma ma đẩy cửa sân, gọi to. Nương tử, ngươi có ở trong không? Quý ma ma tới tìm ngươi. Phu nhân, cửa sổ phòng Tây Sương mở ra có người mắt sắc, thấy cửa sổ mở. Đoàn người bước nhanh về phía tây xương. Chương 184 Cửa mở ra, ánh đèn lồng chiếu vào, mọi người liền thấy quý anh anh đang nằm ngủ trên mặt đất. Nương tử, ôi trời ơi, sao người lại ngốc như vậy? Quý mama ma nhìn thấy đai lưng rơi xuống đất bị dạn nứt, sợ đến hồn bay phách tán, vội vàng bế quý anh anh lên. Dương Thạch Thị cũng lo lắng, đứa nhỏ này làm sao mà nửa đêm lại chạy đến đây? Đại nãi nãi cũng nhìn thấy đai lưng bị dạn nứt, liền thốt lên. Để muội có phải cảm thấy uất ức vì phải cưới trong lúc đang tang nên mới nghĩ đến tự sát? Ngươi làm chủ việc bếp núc trong nhà mà không biết chuyện này sao? Ban ngày vẫn còn khỏe mạnh, nửa đêm lại từ Minh Nguyệt Cư chạy tới đây. Cửa viện khóa, sao nàng bay vào được? Trước mặt nhiều nô tỳ như vậy, Đại nãi nãi đỏ mặt, ngượng ngùng nói ta thật hồ đồ, viện này khóa cửa, chẳng lẽ trong phủ có trộm? Nếu là trộm, nương tử còn giữ được sự trong sạch không? Làng Nhi nghe thấy liền nóng này. Nhất định là Tam Lang Quân đã trở lại, võ nghệ của hắn khá tốt, là Tam Lang đã trở lại. Dương Thạch Thị cũng kịp phản ứng, bà trừng mắt nhìn đại nãi nãi một cái, nhưng đầu nhìn ra cửa sổ. Là Tam Lang, chắc chắn là Tam Lang trở lại, hắn có nhiều oán hận với ta, mới mang quý anh anh đến phòng của liễu di nương để tự sát dương thạch thị đau nhói ngực suýt ngã xuống mau mau gọi tam nái nái dậy hỏi nàng tam lang đi đâu rồi phu nhân ngưng tử nhà ta nóng hổi và đã ngất đi cần phải mời lang trung ngay quý ma ma bế quý anh anh lên đi mời lang trung đưa tam nái nái vào viện của ta dương thạch thị nói xong thở dài một hơi không sao mọi người về đi đoàn người vây quanh cỗ kiệu đi xa chỉ còn lại đại nãi nãi trần thị đứng nghẹn ngào ở cửa nhạc phong uyên đại nãi nãi một thị tì cầm đèn lông tìm đến đại nãi nãi nhận ra là đại nha đầu bên cạnh dương tĩnh sơn liền giật mình có chuyện gì với lang quân sao thị tì cúi đầu hành lễ phủ bên trong có đồng tính lớn đại lang quân bị đánh thức nghe nói tam nãi nãi mất tích gấp không chịu nổi Phân phó nô tỳ đến hỏi thăm tin tức. Trần Thị mặt trầm xuống, "Ngươi trở về nói với Lang Quân, tam nãi nãi lạc đường đã tìm được, không có chuyện gì cả." Hầu hạ Lang Quân sớm nghỉ ngơi. "Lang Quân cứ nhớ mãi về quý anh anh sao? Hai mươi mấy năm không có quý anh anh, Dương gia vẫn hàng năm đoạt được Cẩm Vương. Mới gả về đã làm cho cả nhà lộn xộn." Trần Thị thở phì phò, dẫn người rời đi, bà vú già say rượu bị người dìu đến nghe thấy mùi rượu khắp người bà vú, Trần Thị dùng khăn che miệng mũi, lạnh lùng nói. Ném vào nước cho tỉnh, rồi quỳ ở đây đến khi tỉnh lại. Ngoài huyền có con kênh, liền ném bà vú vào đó. Nước mùa xuân buổi tối đặc biệt lạnh, ngâm toàn thân ướt đẫm rồi lại quỳ trước cửa nhạc phong huyền, không chết cũng mất nửa cái mạng. Đại nái nái tha mạng, nô tỳ không dám nữa. Bà vú già ngâm mình trong kênh lạnh run cầm cập, khóc lóc cầu xin tha thứ. Cầu xin ta tha thứ, đi cầu tam nãi nãi mới vào cửa đi. Trần Thị cười nhạo một tiếng, nghênh ngang rời đi. Quý anh anh vốn không ngủ ngon, uống thuốc rồi ngủ cả ngày, hạ sốt, tỉnh lại. Mở mắt ra, thấy Dương Thạch Thị đang cầm kéo tỉa cây cảnh, Quý anh anh ngỡ ngàng. Đây là phòng của phu nhân, phòng rộng rãi sáng sủa, dưới cửa xếp khoảng 10 chậu cây cảnh cành lá xanh tốt tắm mình dưới ánh mặt trời cũng chiếu vào mái tóc hoa dâm của dương thạch thị nàng tập trung mỗi khi cắt bỏ một chỗ đều khẽ đứng thẳng thưởng thức một lát rồi mới tiếp tục cắt đại lão gia sùng ái liễu di nương không còn ở nơi này nữa phu nhân đành dựa vào cây cảnh này để giết thời gian sao dương tỉnh uyên cũng không trở lại tương lai mình cũng sẽ như phu nhân sao quý anh anh bưng kín mặt nước mắt tuôn rơi vào lòng bàn tay. Ngươi tỉnh rồi, thấy khá hơn chút nào không? Dương Thạch Thị hỏi một cách bình thản khiến quý anh anh vội lau nước mắt, mang giày xuống giường. Thân thể ta đã khỏe, không có việc gì. Tóc dài đến eo xóa xuống, mặc quần áo đơn giản đứng trước giường. Vẫn còn là đứa bé, tam lang sao lại nhẫn tâm nửa đêm mang nàng đến phòng của liễu di nương để tự sát. Dương Thạch Thị kéo chuông gọi. Đi rửa mặt, mặc đồ cho tốt, rồi cùng nhau dùng điểm tâm. Nói xong, bà quay lại tiếp tục tỉa nhánh hoa. Quý anh anh thở phào nhẹ nhõm, đi theo thị tì vào phòng tắm. đợi nàng sửa soạn xong, điểm tâm đã được dọn lên bàn trà. một hộp lá thông trưng bánh bao nhân đậu xanh, một sấp ngâm ba màu trắng, bánh nướng đường đỏ cắt thành từng miếng, đường chảy ra ngoài. một tiện nhơ bạch tùng xào, một tiện nhơ củ cải ướp. món chính là cháo bách hợp. Biết người thích ăn bánh nướng đường đỏ, nhà mình làm, ngươi nếm thử xem." Dương Thạch thị chỉ nói một câu như vậy khi điểm tâm. "Quý anh anh đã đói bụng từ sớm, nhìn tướng ăn nhã nhặn, đợi Dương Thạch thị đặt đũa xuống, nàng đã ăn hai cái bánh bao nhân đậu xanh, một cái ngâm ba, nửa cái bánh nướng và hai chén cháo." "Ăn được là phúc." Dương Thạch thị cười nói với Trần Mama khi xúc miệng. "Lúc trẻ ta còn ăn nhiều hơn nàng." Trần Mama phụ họa vài câu khiến Dương Thạch Thị cười ha ha. Quý anh anh lén nhìn Trần Mama, chính là bà ta nói lý ra muốn đánh chết Tam Lang. Nhưng phu nhân vẫn giữ bà ta bên cạnh, vừa nói vừa cười. Chẳng lẽ Dương Tĩnh Nguyên nói đúng, phu nhân muốn thế, Trần Mama chỉ thay chủ tử gánh tội. Anh anh, Tam Lang đã trở về phải không? Dương Thạch Thị sau khi cười xong hỏi như không có gì. Phải quý anh anh trả lời thật. Sau khi lăn qua lăn lại một khóc hai nháo ba thắt cổ, hắn vẫn không chịu ở lại. Vậy nên đai lưng bị dạn nứt, là do tam lang cắt đứt. Nàng đã nhìn thấy con dao găm rơi trên đất. Hắn cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi thắt cổ mà. Cưới quý anh anh qua môn, tam lang cũng sẽ không cùng cái nhà này cắt đứt hoàn toàn. Dương Thạch Thị cười nói. Đúng vậy, dù hắn nói những lời ác như vậy, hắn cũng không thể thực sự nhìn nàng bị xiết cổ chết. Không, không đúng, rõ ràng nàng đã dẫm lên ghế. Nếu không phải hắn dùng đá đánh vào chân nàng, nàng cũng sẽ không đá rơi ghế. Cần phải hắn cắt đứt đai lưng, hắn thực sự không cần nàng nữa. Quý anh anh cắn môi, trong mắt lại hiện lên lớp nước. Dương Thạch Thị nhẹ nhàng nói. Ta nuôi lớn hắn, ta còn không hiểu hắn sao. Hắn oán ta thì cứ để hắn oán. Đây cuối cùng vẫn là nhà của hắn, ta còn hy vọng một ngày nào đó sẽ thấy hắn trở lại. Con người, luôn muốn sống tốt, sống có tinh thần, mới có hy vọng. Anh anh, ba năm sau, khi tam lang chịu tang đầy, người muốn ra ngoài phủ theo hắn, ta không ngăn cản. Ba năm sau, Ngọc Trong sẽ 16 tuổi, thân thể đại lang cũng sẽ dần tốt hơn. Nếu quý anh anh có thể giúp Dương Gia đoạt ba năm cẩm vương, đại phòng có thể thở phào. Muốn cướp đi ngôi chủ gia của đại phòng, không dễ dàng vậy. Bây giờ nàng đi theo Dương Tĩnh Nguyên thì tính gì? Hắn đang chịu tang, ở quân doanh, không có ở Dương Gia, vẫn phải vì Dương Gia mà xuất lực. Còn có thể, mượn thế Dương Gia bảo vệ mẫu thân và ca tẩu, quý anh anh đáp. Được. Dương Thạch Thị mỉm cười. Ngươi đã đòi thiền tử, có gì cần, cứ vân phó thiền tử làm. Nàng muốn tìm việc để làm, để không mãi nghĩ về Dương Tĩnh Nguyên. Quý anh anh nghiêm nghị nói. Phu nhân, nghiên cứu trước cầm màu sắc và hoa văn minh nguyệt cư cần người kín miệng ta muốn nghe ý kiến của đại ca không biết năm nay dương gia định dệt loại gấm nào để tham gia đấu gấm biết là loại gấm gì ta mới có thể chọn sợi tơ phù hợp nhanh chóng nghĩ đến chức cầm dương thạch thị rất hài lòng chờ đại lang thân thể tốt hơn ta sẽ sai người đến minh nguyệt cư đón ngươi đúng rồi ngày thứ ba lại mặt ta sẽ sắp xếp xe ngựa đưa ngươi về nhà không về mẫu thân và ca tẩu sẽ lo lắng. Quý anh anh nhẹ gật đầu. Làm phiền phu nhân bận tâm. Chương 185 Quý Phúc lái xe ngựa của nhà họ Dương trở về Tam Đạo Yên. Ra khỏi thành không xa, thấy tang Thập Tứ đang ngồi ở quán trà dưới cây hoàng giác. Quý Phúc và Dầu Vừng đều nhận ra hắn. Thấy hắn đứng dậy nhìn về phía xe ngựa, Quý Phúc liền dừng lại. Dương ra còn có bốn người hộ vệ đi theo. Dầu Vừng thông minh, xoay người gọi các hộ vệ trong phủ vào quán trà uống trà khi đi qua xe ngựa hắn lặng lẽ nói với tương nhi đang ngồi trên càng xe tàng lang quân có việc muốn gặp nái nái tương nhi hiểu ý liền đỡ quý anh anh xuống xe tàng thập tứ cho người hầu đi cùng các hộ vệ của dương gia uống trà rồi chắp tay đi về phía quý anh anh lần này không tiện mặc tang phục quý anh anh mặc một chiếc áo xanh dài tay váy trắng và đội mũ che mặt nàng dịu dàng chào tang thập tứ mỉm cười nói tang lang quân đã lâu không gặp tang thập tứ với vẻ mặt khó xử nói ta nên gọi ngươi thế nào đây nếu gọi là dương tam nái nái tam lang nhất định sẽ cắt đứt quan hệ với ta ồ việc này thật kỳ lạ qua lớp che mặt quý anh anh nhìn tang thập tứ với ánh mắt rào hoạt không để ý tiếp tục nói ta gả cho dương gia tam lang quân có liên quan gì đến tam lang mà ngươi nói Tang Thập Tứ cười khổ nói: "Tối hôm qua ta mất ngủ cả đêm, Dương Tam Lang niệm khẩu lệnh cả đêm, ta cũng bối rối, chẳng phải hai người Dương Tam Lang là cùng một người sao?" Tối qua hắn đi tìm Tang Thập Tứ, cuối cùng, Dương Tĩnh Uyên vẫn chưa giải quyết được khúc mắc. Hắn không chịu thừa nhận rằng người gả vào Dương gia là vợ của hắn. Quý anh anh mấy ngày này đã chịu nhiều khổ sở, không còn tinh thần để tiếp tục dây dưa với Tang Thập Tứ, liền đi thẳng vào vấn đề. Tang Lang Quân muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Tang Thập Tứ như tên trộm nhìn qua quán trà, rồi thấp giọng nói: Hôm nay ngươi tìm cơ hội ra cửa sau, ta sẽ sắp xếp xe ngựa đưa ngươi đi. Rời khỏi Dương gia, ngươi vẫn sẽ là Dương Tam nãi nãi. Sợ nàng không hiểu, hắn còn cố ý nhướng mày lên. Ý là muốn nàng nhân cơ hội này lặng lẽ trốn đi, đến huyện Ba Mái cùng Dương Tĩnh Nguyên. Như vậy, Dương Tĩnh Uyên có thể tha thứ cho nàng và nhận nàng là thê tử không? Thật là hắn nghĩ ra được, trốn đi từ cửa sau tránh các hộ vệ của Dương gia. Vậy Dương gia tìm mẫu thân và anh trai nàng thì sao? Hắn thật là ích kỷ. Lời hắn nói tối qua, nàng vẫn chưa quên đâu, bây giờ lại đổi ý, muốn nàng đi theo hắn sao? Đây là ý của hắn sao? Ta cũng thấy ý này hay, dù sao cũng đã gả đi, không tính là bỏ trốn. Ngươi để lại một bức thư nói là đi hầu hạ phu quân. Có thư làm chứng, Dương đại phu nhân cũng sẽ không làm khó mẫu thân ngươi. Nàng cũng không tiện đi tìm ngươi về. Tối qua, quý anh anh còn cảm động, bây giờ nàng thản nhiên nói với Tang thập tứ. Tối qua Dương Tĩnh Uyên nói với ta rằng, dù ta chết đi hắn cũng không quay đầu lại. Hắn nói ta gả là gả cho Dương gia Tam lang quân, không phải là hắn. Ngươi truyền lời cho hắn, nếu ta không phải gả cho hắn, tại sao ta có thể đi cùng hắn? Hồng hạnh xuất tường là muốn mở từ đường trầm lồng heo. Ôi chào ôi, ngươi đừng đấu khí với hắn. Đây là cơ hội tốt, bỏ qua lần này sẽ không có lần sau. Ngươi ở dương gia và bên cạnh hắn có gì khác nhau? Phu vi thê cương, ngươi nên lấy tam lang làm trọng, đúng không? Tang thập tứ vội la lên. Ta không gả cho hắn, ta có thể lấy hắn làm trọng sao? Thấy quý anh anh không lay chuyển được, tang thập tứ bất đắc dĩ thở dài nói. Dù sao cũng đã sắp xếp xe ngựa ở cửa sau phường nhuộm chờ ngươi một canh giờ. Không cần chờ, ngươi chuyển lời cho hắn, ta tuyệt đối sẽ không bỏ trốn cùng người không phải phu quân ta. Quý anh anh quả quyết từ chối, mang theo tương nhi lên xe ngựa, ra lệnh gấp rút lên đường. tang thập tứ nhìn theo xe ngựa của Dương gia đi xa, miệng chật chật. Dương Tam Lang, ta xem ngươi làm sao bây giờ? Đây là cơ hội tốt, bỏ qua lần này sẽ không có lần sau. Triệu lão thái gia dùng chốc kẹp gấp một miếng bánh trà, đặt lên lửa để nướng kiên nhẫn. Chủ triệu gia bầm tùng và triệu tu duyên ngồi đối diện bàn trà, từ từ suy ngẫm những lời của lão thái gia. Dương Tĩnh Sơn đang nằm dưỡng bệnh, cháu ruột còn nhỏ. Con trai thứ chăm chỉ cửa hàng, nhưng không giỏi về trước cẩm. Dương gia nội chiến, năm nay đại phòng của Dương gia không tranh được cẩm vương, gia chủ sẽ đổi chỗ dương thạch thị nhân dịp đại tang đã cưới quý anh anh vào nhà muốn nàng tận tâm với dương gia lúc này nếu như quý anh anh chết thì sao quý anh anh chết đi đối với đại phòng dương gia không thể nghi ngờ là họa vô đơn trí đích tôn liên tiếp xử lý tang sự khách thương sẽ cho rằng dương gia gặp vận đen gấm không bán được nhị phòng tam phòng của dương gia sẽ làm ầm ĩ lên quý anh anh không thể sử dụng cho triệu gia cũng không thể để nàng chọn lựa sắp xếp gấm sợi tơ cho Dương gia. Triệu Bầm Tùng hiểu ý của phụ thân. Tổ phụ muốn giết nàng, Triệu Tu Duyên lấy hết dụng khí nói, nếu như bắt nàng nấp ở một chỗ, còn có thể ép nàng làm việc cho Triệu gia. Hắn còn có thể có được nàng. Người có chắc nàng sẽ không bị tìm thấy, nếu thất bại, mặt mũi Triệu gia để đâu? Đừng quên, nàng hiện tại không còn là tiểu nương tử của quý gia nữa nàng là tam nái nái của đại phòng dương gia ở ích châu triệu lão thái gia lấy miếng bánh trà nướng xong đặt vào bát dùng chày ngọc nghiền tiếc chuyện này nhị lang không cần nhúng tay để phụ thân ngươi làm triệu bẩm tùng đáp lời vội vã rời đi bố trí nhân lực tổ phụ tôn nhi cũng xin cáo lui triệu tu duyên chào từ biệt triệu lão thái gia trong lòng hoảng loạn hôm nay ngươi ở lại đây chờ tin tức cùng tổ phụ Triệu Tu Duyên ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy ánh mắt sắc lạnh như chim ưng của tổ phụ. Hắn cúi thấp đầu. Vâng. Xe ngựa dừng ở cổng nhà họ Quý. Quý Diệu Đình nhận được tin, đã chờ sẵn ở ngoài cửa. Thấy chỉ có một chiếc xe ngựa trơ trọi, không có vị hôn phu đi cùng, Quý Diệu Đình trong lòng cảm thấy khổ sở. Hắn bước nhanh xuống bậc thang, định mở màn xe để tự tay đỡ muội muội xuống. Đột nhiên có tiếng vo ngựa như mưa dồn dập vang lên, hắn vô ý thức ngẩng đầu lên. Lúc này, Tương Nhi đã nhảy xuống xe, nâng màn xe lên. Quý anh anh khom lưng ra khỏi xe, vừa ngẩng đầu, hét lên một tiếng kinh hãi, suýt ngã ngồi lại trên xe ngựa. Thật sự là gặp quỷ, hắn xuất hiện từ khi nào? Quý anh anh chừng mắt nhìn Dương Tịnh Nguyên đột nhiên xuất hiện trước mặt, tim nàng đập loạn nhịp vì sợ hãi. Dương Tĩnh Uyên với ánh mắt không biểu cảm, khom lưng ôm nàng xuống xe ngựa vào nhà rồi nói, đừng để mẫu thân chờ lâu. Quý Diệu Đình vừa kinh ngạc vừa vui mừng, Dương Tĩnh Uyên đột nhiên xuất hiện, cuối cùng không để muội muội phải một mình lại mặt. Các hộ vệ của Dương gia cũng hết sức ngạc nhiên, liền rối rít hành lễ với Dương Tĩnh Uyên. Dầu vừng nước mắt vui mừng, chỉ hận không thể nhào tới ôm chân Dương Tĩnh Uyên mà khóc giống một hồi. Tối qua chăm chọc khiêu khích, bây giờ lại chạy đến giả vờ làm con gì tốt hay là sau khi nổi nóng xong, cùng tang thập tứ nói chuyện suốt đêm, hắn đã nhận ra sai lầm của mình. Quý anh anh lấy lại tinh thần, lặng lẽ liếc nhìn Dương Tĩnh Nguyên. Tối qua ánh sáng không tốt, không thấy rõ ràng, lúc này ánh nắng tươi sáng, mặt mày hắn rõ ràng, tuấn lãng như tranh vẽ. Tam lang của nàng thật là đẹp mắt, mặc áo cát ma y còn đẹp mắt hơn. Nghe hắn gọi quý diệu đình là đại ca, khóe miệng quý anh anh không khỏi kiêu ngạo hẳn lên hắn vẫn không nỡ bỏ mình sao cùng đi sau lưng quý diệu đình vào trong cổng dương tĩnh uyên cúi đầu nói nhỏ như tiếng muối đừng vui mừng quá sớm ngươi trở về dương gia cũng không phải là vợ ta ôi chao nàng thật là sợ hắn nghĩ nàng sẽ khóc lóc nháo nhào rồi thắt cổ cầu xin hắn ở lại sao quý anh anh cười tươi như hoa không chút yếu thế phu quân ta là dương gia tam lang quân ngươi không phải sao không thừa nhận mà còn chạy tới đây làm gì? Dương tĩnh nguyên im lặng, hắn cười lạnh nghĩ, đấu khẩu có ích gì? Khi trở về, hắn sẽ bắt nàng đi. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.